Tôi là Miss D và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game Bendy and the Dog Revival. Bendy nó nổi lên từ cái creepypasta và sau đó thì nó có game cũng mấy năm về trước rồi. Cái game mà hôm nay tôi chơi á là năm 2022 là nó vừa mới ra mắt. Nói nôm na là phần 2 đi, chứ cái phần 1 đó là khoảng 4-5 năm về trước rồi, cũng lâu rồi. Đến tận bây giờ nó mới có phần mới. Và ok, let's go. Đó tôi đó mọi người. Đó, thấy tôi xinh không? There you go, little guy. And only 800 more frames to go. Ê, ngoài trời mưa to thế nhở? Time for a little adventure. Đó tôi đó. Ở sao cái khung cảnh xung quanh cái phòng làm việc của tôi nhìn nó kiểu nó cứ ớn lạnh kiểu gì ấy. Thôi, đi ra hang máy nào. Đây là cái studio mà tôi đang làm việc, nhưng mà tôi lại không biết cái hang máy nó nằm ở đâu. Không có gì, mưa sấm chớp thôi anh em. Tại sao cái đèn ở đây nó lại báo động đỏ nhờ? Tại sao cửa nó lại khóa nhờ? Rewrite your office key. Đây. Ai đặt con Bendy ở đây vậy? Ở đây còn có người hả? Tôi tưởng đâu tôi ở đây một mình chứ. Ở đây cái chìa khóa ở đây trời đỡ trên bàn. Cái con Bendy hồi nãy nó còn xuất hiện đây, giờ nó biến mất rồi trời. Từ từ để tôi tiến lại gần tôi coi coi là. Hello, is someone there? Hơi gợn. Thôi, đi. À mình đi xuống anh em ạ. Đây xuống tầng 1. Sao cái thằng lao công nhìn như sát nhân vậy? Nhìn cái thằng cha lao công cứ như là khiêu dâm vậy anh em à. Tôi lại là con gái nữa chứ. Trời, biến thái thiệt chứ. Gì vậy? What was that? Please tell me we're not trapped in here. No need to fret. Rồi cái tầng gì đây? Ông này ông nói là ông sẽ bảo vệ mình. There we are. Trời, đi đúng rề luôn. Thôi để tôi đi trước cho. Phải đợi cái thằng cha này nó mở cửa giùm mình. Đây. Cái này là cái cổ máy mật. Tại sao tôi lại vào vai nữ nha? Search for the exhibit. Tự nhiên ông này ông kêu mình đi tới cái tầng này của ổng. Ổng kêu mình ra đây để sửa cái máy mật này nè. Để sửa được cái máy này thì chúng ta cần kiếm tổng cộng là 6 cái item. Nè, con gấu bông Bendy nè, cái nốt nhạc, cái bình mật, cái bánh răng, cờ lê thì có rồi. Cái này là cái quyển sách hả? Ờ, cái quyển sách đó. Ở đây, đây, cái bánh răng đây. Đây, bánh răng. Còn cái hộp mật, đây. À đây, con gấu bông nữa. Mà tôi nói thiệt, cái con gấu bông Bendy trong cái game này nhìn nó kiểu smooth vậy. Đây, sách này.
Còn cái nút nhạc là cái nào nhờ? À cái đĩa nhạc. Rồi. Only one thing left to do. Còn một điều nữa cần phải làm. Là cái này á hả? Rồi. It is done. Wilson? Oh, Audrey. The things you've set in motion. What's happening? The ink is. Tại sao cái máy mực nó chảy mực ra nhiều vậy? We're going home. Stay back. Ông nói là chúng ta đang về nhà. Sẽ sớm thôi, người sẽ quên tất cả. Trời ấu dâm. Tôi sẽ cho cô biết sự thật. Và bây giờ chúng ta sẽ chết. What? What are you doing? Oh no. No. Rồi. Tôi bị biến dạng rồi anh em ơi. Không biết ở dưới đây có gương để soi không nữa. Bây giờ tôi đang rất là tò mò, không biết tôi đã bị biến thành cái thứ gì. Welcome home. Chào mừng đã về nhà. Ai đang khóc hay nhờ? Đây để tôi nói anh em nghe, đây là cái studio, hay còn gọi là nơi sinh ra cái con Bendy. Là cái con này nè. Rồi bây giờ trên người tôi kiểu nửa người nửa mực ấy. Đây cái thứ chất lỏng màu đen nó đang chảy ra nè. Là mật, nhiều người nhìn vô cái đống màu đen này lại bảo là xăng, nhưng thực chất nó là mật. Ủa cái ông lao công đâu ta? Tự nhiên cái ổng là người lo mình xuống cái chỗ này nè. Cái chỗ này mình cứ cho là diêm vương đi. Thực chất là mình cũng không muốn vào đâu, mà tự nhiên thằng lao công biến thái nó lôi đầu mình xuống đây đó. Và kể từ đó cái cuộc hành trình của mình bắt đầu từ đây. Bây giờ á, cái thằng cha lao công đang cử mấy thằng đệ đi bắt tôi về cho ổng đó. Tại vì trong cái quá trình mà ổng lôi đầu tôi xuống đây là có trục trặc, cho nên là mỗi người một nơi, tôi một chỗ, thằng cha lao công một chỗ. Cho nên là giờ thằng cha lao công nó mới cử mấy thằng đệ của ổng bắt tôi về. Dễ gì? Nói gì nói chứ tôi vẫn phải đi tìm đường thoát ra khỏi đây. Mà công nhận là nhìn cái đống mật này thề cứ thấy nó tẩm tẩm kiểu gì ấy. Thôi mà anh em sẽ quen thôi. Cái tiếng gì nhờ? Lụi cái. Mà có vẻ như là không có gì hết nhờ. À! Trời. Cái con gì đây? Ủa tôi chạm vô được không nhờ? Mà mình cứ đi tiếp thôi, không có gì phải sợ hết. Mà trèo lên. Cái gì đây? Security override hả? Đây. Ôi khoan. Mình cứ đi từ từ thôi, điềm tĩnh. Cho nào mà bị rượt thì hãy chạy, chứ tôi không có dám manh động đâu. Ủa cái con vừa rồi ở đây đâu rồi ta? Bắt đầu rồi đó. Đây. Cái chỗ này là cái, nó giống như là cái sảnh ấy. Nói chung là hồi nãy tôi có nói với anh em là trong Bendy nó còn có mấy con nhân vật phụ nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây mấy cái tấm outfit này là
mấy cái con nhân vật gần chính hay là gọi là phụ ra. Nói chung là nhân vật phụ đi. Ồ, nó có để tên nè, The Butcher Gang. Con này là con Charlie. Con này là con gì? Con Bolly, Boris, Edgar, Alice Angel. Để tôi nhớ là hồi xưa là tôi chơi game này là có gặp con Alice Angel với con Boris. Còn trong cái phần này á, nó lại xuất hiện thêm ba nhân tố mới là cái con Edgar này nè, con Bolly với con Charlie. Trời, mấy tên con này tôi cảm giác như là nó khó nhớ kiểu gì á. Ê, gì vậy? Hình như nó bị kẹt rồi anh em. Cái cần gạt ở đó nó bị kẹt rồi. Ở đây đi. Ủa, nó đâu vậy? Trời chơi. Hình như có ai đó đang hát. Và cái con đó là nó bị thu hút bởi tiếng hát anh em, cho nên nó đi rồi. Trời. It helps patch you up. Can I come with you? You can't. I'm sorry. Kỳ vậy? I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Oh, and one more thing. Above everything else, stay away from the ink demon. Tránh xa khỏi con quỷ mật ra. And he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. Alice. Welcome to the studio. Ừ, vậy ra đây là studio. Hồi nãy con nhỏ nó nói nó tên là Alice. Thì khả năng cao là Alice Angel. Mình có xin đi chung với cô ấy, nhưng mà cô ấy nói rằng là cô ấy có một con sói. Và cái con sói đó không hề thích người lạ. Là con này là con sói đó. Quên nữa, hồi nãy con Alice nó có đề cập đến cái con Demon, là con quỷ mật á. Theo như con Alice nó mô tả là cái con quỷ mật đó nó cười. Nó cười giống vậy nè, nó tựa như con Bendy luôn á, nhưng mà nó đốt hơn. À đây đây, có gương. Rồi trong tôi kìa anh em. Rồi cái ngoại hình của tôi bây giờ nó thay đổi từ A tới Z luôn. À đây, Security Clock, The Cost E451. Ui giời ạ. Ủa, 5, 1. Let's go. Ôi, gì vậy? He see everything. Hắn thấy được tất cả. Rồi hai con mắt, cái này là cái ẩn ý gì đây? Thôi trèo lên nào. Trời. Rồi bắt đầu là tôi hơi bất an rồi. Đây. Hồi nãy có cái con nào đó đứng này nó chặn cửa tôi nè. Cái này là cái gì? What? Tôi vừa mới cường hóa bản thân lên đó anh em. Nâng cấp gì giờ ta? Máu hay là stamina? Máu đi. Ơ, trong tủ lại không có gì. À đâu có chứ. Nhiên liệu. Ôi, cái chỗ này nó bị khóa rồi anh em. Ui giời ơi. Lại phải đi kiếm chìa khóa. Ôi, cái con gì mới đi ngang thế nhờ. À đây, chìa khóa đây. Kelson. Hãy tránh xa. Nó kêu tôi tránh xa nhưng mà tôi vẫn phải mở. Cái đường này sẽ dẫn đến đâu ta? Animation Only.
con kia nó chạy đâu hết nhờ. Locked again. This is getting old. What? Rick được lock, ghim cái chìa khóa vô xong cái nó gãy luôn cái chìa khóa. Hình như hồi nãy có Alice nó vừa mới kêu tôi thì phải. Hello? Audrey? Maybe there's a gen pipe nearby. Gì vậy? What was that? There's something in here. Audrey, find that gen pipe. Now. Nó kêu đi kiếm cái gen pipe. Cái gì vậy? Ôi! Cái con gì thế nhờ? Nó đâu rồi? Cái gen pipe là cái ống nước á, là cái vũ khí của mình á. Oh no. There's the gen pipe. À, cái gen pipe nó nằm ở kia. Need to get the lights working first. Cái vũ khí của mình á. Gì vậy? Ồ, có người, có người. I'm gonna rip your face off. Con này nó có mắt không nhỉ? Ui, vô 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 vô. Đây. Missing a fuse. Trời, còn bị thiếu nhiên liệu nữa. Gì vậy? Nó vừa mới chế vũ khí từ cái bàn đó. Còn bây giờ nó sẽ dùng cái cây đó để nó tấn công tôi à. Tôi lại là con gái nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ đi kiếm cái fuse. Sẽ nhanh thôi. Anh em khỏi lo. Anh kia đi rồi. Kitchen's closed. Nãy đi rồi quá là. Thằng này nó đi nhanh nhanh xíu là tôi ổn luôn á. No one can take it away from me. Đây. Well, cái fuel đây. Ok, giờ chúng ta sẽ quay lại tranh thủ nào. Đùa 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 đùa. Trời. Chết rồi, hết stamina rồi. Bình đi, bình đi, bình đi. Trời đất. Ây da, hên. Lights are on, time to get that gen pipe. Tới luôn, tới luôn. Trời ơi. Giật mình. Đây, cái vũ khí của tôi đây. At least now I can defend myself. I'm gonna rip you apart. Ôi. Đó. Đông vậy. What? Đông vậy? Sao mà cân hết? Rồi tôi cân hết mà. Nó mở ra thêm cái đường mới ở đây. Gì vậy? Cái đó là chấn thương từ cái lúc mà tôi xuống đây thôi. Con gì vậy? Trời. Trong này nhiều thực thể thì chứ. Sức mạnh gì vậy? Một cái khả năng mà tôi té xuống dưới nó cực kỳ cao rồi nha. Đây. Trời gì mà đông vậy? Khoan khoan khoan, từ từ.
Ôi. Sắp nằm tới nơi rồi. Đây. Khoan, cái cửa bên kia nó vừa mới mở. Để mình qua đó mình check xem. Ơ, con Ben đi. Tôi nhớ con Bendy nó đáng sợ lắm mà ta. Bendy? You're real? Oh, this is amazing. It's okay. I won't hurt you. I promise. It's okay. See? I'm your friend. I won't hurt you. Wow. Thôi đừng có khóc. Chết rồi. Làm cho con nhỏ nó đau rồi. Lâu lâu mới có dịp gặp con Bendy mà kiểu không hay thiệt đó anh em. Chứ cái phần trước chơi là không có thấy được con Bendy luôn á. Ủa tự nhiên cái hù con nhỏ sợ rồi. Giờ tôi không biết phải làm gì tiếp theo hết. Who's out there? Is that you, Phil? Search animation early for the picture. Kiếm cái animation early cho mấy cái bức tranh này hả? Đây. Sao mở cái cửa này? Không biết có dịp gặp lại được con Bendy không nữa. Tôi đang chui ở trong ống thông gió nha anh em. Nãy giờ không có đồ ăn hay cái gì để hồi máu luôn á. Cái gì vậy? Trời, cái giọng của con Indie mình. Nó có ở đây không? Giọng nói, linh hồn. Cái con Indie mình đâu ta? Tôi mới thấy nó đi qua cái hướng này. Nói gì chứ gặp cái con gì thì được. Nhưng mà gặp cái con Indie mình thì là tôi lo dữ lắm. Trời. À đây. Bây giờ gạt cái này xuống là tôi sẽ mở cửa. Ôi chết rồi, có Indie mình. Đua. Thì nói chung là trong tập này cũng sương sương mấy con rồi. Tôi là tôi chú trọng con Indie mình thôi. Còn đó là cái mấu chốt chính của cả game luôn. Và mình là Miss. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ để lại cho mình like với một đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.